Xin chào tất cả mọi người. Thông báo số 4 này chúng ta nghe thấy ở một sân bay. Cái chữ sân bay không có ghi trong văn bản. Tôi ghi ra thêm để cho anh chị học thêm. Sân bay là Aena Aeroport. Để chúng ta phân tích ra để cho dễ nhớ. Cái chữ port này, POET, Aeroport, thường thường dùng cho các cảng biển hay là cảng sông. Chúng ta gọi là hải cảng hay là cảng sông cũng được. Như vậy cái chữ po này xuất hiện từ rất lâu đời, từ khi có tàu, có thuyền, có các cái tàu biển, Ampo, để cho các cái tàu biển nó cập bến. Về sau này, người ta phát minh ra tàu bay sẽ cần một cái cảng để xuống đó đón khách, lấy hàng, và người ta thêm cái tiền tố là Aero, Aero, người ta thêm cái tiền tố này để nói lên là những cái gì mà liên quan tới ngành hàng không. Aeroport là cảng hàng không. Như vậy trong tiếng Việt Nam chúng ta dùng cái chữ cảng hàng không á, có khi người ta dùng là không cảng cũng được. Aeroport. Và cái thông báo thứ tư này chúng ta nghe thấy ở trên một trong một cái sân bay, một cảng hàng không. Les passagers du vol Air France numéro 4568 à destination de Berlin sont priés d'aller à la porte d'embarquement numéro 45. Tôi xin phân tích từ từ để cho mọi người hiểu và có thể hiểu được cái câu thông báo này. Trước hết chúng ta để ý chữ danh từ vol. Vol này là một danh từ xuất phát từ động từ voler. Và cả danh từ và động từ đều có hai nghĩa. À, mình coi cái động từ trước nhé. Voler là có thể là bay nếu là verb intransitive, tức là nội động từ, tức là con chim nó bay, máy bay nó bay, nó không có đối tượng. Voler còn có thể là verb transitive direct, tức là nó có đối tượng. Voler cái gì? Như vậy cái nghĩa thứ hai về verb transitive là trộm cắp, ở trên là bay, ở dưới là trộm cắp. Như vậy hai cái động từ này nó cùng có hình thức giống nhau nhưng mà nó có hai nghĩa khác nhau, và từ đó nó đưa ra hai cái danh từ cũng khác nhau nữa. En vol là một chuyến bay, en vol là một sự trộm cắp. Như vậy ở đây chúng ta dùng với ý nghĩa thứ nhất là chuyến bay. Động từ prier quelqu'un de faire quelque chose, ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta hay thấy ở trong trong các sách vở thì là cầu nguyện, ở trong các tôn giáo đó, cầu nguyện. Nhưng ở đây người ta dùng với ý nghĩa là mời, là xin, hoặc là xin ai làm cái gì, mời ai làm cái gì, to invite hoặc to request. Prier quelqu'un de faire quelque chose, yêu cầu ai làm cái gì, mời ai làm cái gì. Và chúng ta để ý tới cái danh từ thứ ba nữa là l'embarquement. L'embarquement là danh từ, là sự lên tàu. Và để cũng là để cho mọi người phân tích ra cho mọi người dễ nhớ thì chúng ta thấy trong cái chữ embarquement này nó có một cái chữ gốc của nó là bark. Bark là một cái thuyền, một cái tàu, một thuyền bò, tàu hay là cái bè, và người ta mang lên tàu, lên thuyền, hoặc là ta đi xuống tàu, xuống thuyền thì ta gọi là l'embarquement. Và bây giờ cái chữ này cũng dùng cho tàu bay. La porte d'embarquement là cái cửa để đi xuống tàu. Tàu này là tàu bay. Trong tiếng Anh người ta dùng đơn giản là cái cổng, the gate. Và trong các cái sân bay của Pháp bây giờ người ta cũng dùng chữ gate để cho nó ngắn gọn. Nhưng do đây bởi là một cái thông báo, thành ra người ta dùng một cái danh từ chính thống là porte d'embarquement. La porte d'embarque ở đây ký tự M mà chúng ta để ý. Do bởi nó đứng trước ký tự B, thành ra phát âm là N, la porte d'embarquement. Và chúng ta dịch lại cái câu thông báo này của sân bay. Les passagers du vol Air France numéro 4568 à destination de Berlin sont priés d'aller à la porte d'embarquement numéro 45. Vậy chúng ta vừa nói vol là chuyến bay. Các hành khách, chữ passager này dùng cho tất cả các cái phương tiện di chuyển từ vừa vừa nhỏ nhỏ như là xe taxi, xe buýt cho tới xe lửa, tàu bay, tàu thủy thì đều gọi là passager. Các hành khách của chuyến bay Air France. Air France là tên của hãng hàng không quốc gia Pháp. Numéro, số hiệu 4568, ký hiệu là 4568, à destination de Berlin,
Berlin là tên của thủ đô của nước Đức và cái danh từ destination là điểm đến. À, destination de Berlin chúng ta dịch đơn giản là đến Berlin thì được mời, được yêu cầu đi ra cái cổng số 45. Veuillez sortir votre billet et votre pièce d'identité pour les présenter aux hôtesses. Đây chúng ta cũng có cái gạch nối. Các hành khách được yêu cầu được mời tới cổng số 45 và xin mời hãy lấy vé và thẻ căn cước ra, giấy căn cước ra để đưa cho các tiếp viên hàng không coi. Veuillez là imperative của động từ vouloir. Vouloir là muốn. Như vậy đây là một cái thể lịch sự. Chúng ta đọc là veuillez. Và bây giờ chúng ta coi chữ động từ sortir. Sortir là một trong 6 động từ trong tiếng Pháp có thể vừa là VT vừa là VI. Nếu là VT thì chúng ta thấy nó có một cái đối tượng, có một cái COD, tức là lấy ra, và khi chia ở thì kép thì chúng ta chia với lúc auxiliaire avoir, lấy ra, rút ra. Còn nếu là verb intransitive thì nó không có đối tượng, thì có nghĩa là đi ra và chúng ta chia với auxiliaire être nếu chia ở thì kép. Như vậy trong bài này chúng ta dùng với ý nghĩa thứ nhất là verb VT, lấy ra, rút ra, lôi ra. Une pièce d'identité. Identité là những cái yếu tố để nói lên một người nào, để nhận dạng một người, hoặc là cái đồ vật cũng được nhận dạng. Vậy pièce d'identité là một cái loại giấy để nhận dạng một người, và chúng ta gọi là giấy chứng minh. Giấy chứng minh này gồm có một số các cái loại giấy sau đây là carte d'identité, thẻ chứng minh nhân dân, hay có khi còn gọi là thẻ căn cước, bây giờ còn gọi là thẻ căn cước công dân là carte d'identité, hoặc có thể là cái passport, giấy thông hành, hoặc có thể là le permis de conduire, bằng lái xe, giấy phép lái xe cũng có thể gọi là một pièce d'identité. Ở bên Pháp, trong một số trường hợp người ta đi mua những cái hàng hóa ở siêu thị hay ở một cái cửa hàng mà người ta trả bằng chi phiếu thì người ta yêu cầu phải đưa ra một cái pièce d'identité, và thường thường người Pháp đưa cái permis de conduire ra để làm pièce d'identité, bởi vì một cái lý do đơn giản là khi đi mua hàng, khi đi mua sắm thì thường thường là đi bằng ô tô của mình, lái xe đi thì đương nhiên phải có permis de conduire ở trong túi, như vậy người ta đưa này ra cho nó tiện. Đôi khi chúng ta mua một cái món hàng hay những món hàng gì có giá trị lớn, ký một tấm séc có giá trị lớn, người ta yêu cầu phải đưa ra hai pièce d'identité, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ đưa permis de conduire hoặc là đi với carte d'identité. Còn cái passport ít khi người ta mang trong người, gần như không bao giờ mang trong người, chỉ trừ khi đi ra nước ngoài. Thì ra cái sổ passport, sổ thông hành này người ta để ở nhà, và thường thường phải đưa các cái giấy chứng minh là carte d'identité và permis de conduire. Une notice, ở đây chúng ta đọc nói là une notice. Thường thường cái chữ này nói đơn giản là une notice, mà cái nghĩa, cái chữ đầy đủ của nó là une notice de l'air, tiếp viên hàng không. Ở đây chúng ta nói một cách đơn giản là une notice, nhưng mà nói cho đầy đủ là une notice de l'air. Và chúng ta cũng học thêm tiếp viên hàng không này là phái nữ, các cô tiếp viên hàng không. Nếu có những cái anh phái nam cũng làm cái công việc là tiếp viên thì chúng ta gọi là un steward. Un steward là danh từ tiếng Anh, nhưng người ta dùng để chỉ cho các tiếp viên phái nam. Vậy chúng ta dịch lại cái câu này như thế này: các hành khách được mời đi tới cổng lên tàu là cổng số 45 và xin vui lòng veuillez sortir, vui lòng lấy ra, lấy cái vé bút bia là vé máy bay và lấy cái giấy chứng minh, chứng minh ở đây là chắc chắn là passport rồi, để đưa cho coi, đưa cho các tiếp viên hàng không coi. Vous pouvez utiliser la file d'attente prioritaire si vous voyagez en classe d'affaires. Chúng ta tạm dừng ở giữa câu như thế này. Các bạn có thể sử dụng, pouvez là verb pouvoir, utiliser là động từ sử dụng. La file, une file là một cái hàng người đứng xếp hàng dài. Attente tức là danh từ của động từ attente, đây là một cái hàng chờ. Các bạn có thể sử dụng cái hàng chờ, nhưng mà cái hàng chờ này là hàng chờ ưu tiên, prioritaire. Ưu tiên tức là một số đối tượng được phép đứng vào cái hàng này. Và chúng ta coi ở bên dưới. Prioritaire là tính từ, là ưu tiên. Và sự ưu tiên là la priorité. Và
Chúng ta lấy ví dụ như là ở trong một số nước như Việt Nam chúng ta, bên Pháp, bên Mỹ, một số khá nhiều nước thì lái xe ở bên cái tay lái ở bên tay trái, và chúng ta ở trong một số tình huống mà không có tín hiệu giao thông chúng ta phải nhường quyền ưu tiên cho bên phải. Khi chúng ta đi tới giao lộ thì chúng ta phải nhìn mắt vào phía bên bên tay phải, nếu có xe ở bên tay phải đi vào thì chúng ta phải nhường cho họ, bởi vì họ ưu tiên priority at what. Ngược lại một số quốc gia chẳng hạn như là Thái Lan hay là bên Nhật, bên Úc, lái xe bên phải thì lại nhường ưu tiên cho bên trái, là priority à gauche. La classe affaire là hạng thương gia. Ở trên máy bay có một số các cái hạng, đông nhất là cái hạng phổ thông gồm rất nhiều ghế, một số ít ghế thì là hạng thương gia, và có thể có những cái máy bay lớn thì có hạng 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 nhất đó, thì đó là cái không có ở trong cái bài này. Như vậy đây chúng ta thấy là những người mà đi hạng thương gia thì được ưu tiên và được xếp hàng ưu tiên để lên tàu trước. Vous pouvez utiliser la file d'attente prioritaire si vous voyagez en classe affaire. Như vậy chúng ta dịch lại là các bạn có thể sử dụng cái hàng người xếp hàng ưu tiên nếu các bạn đi lên máy bay ở cái khoang hạng thương gia. Khoang hạng thương gia, khi chúng ta lên máy bay, chúng ta bước vào cổng máy bay rẽ phải thì chúng ta thấy ngay những cái ghế nó tương đối nó rộng hơn, rồi được phục vụ tốt hơn, được phục vụ trước hết, tất cả những cái chuyện đều đi trước, người ta gọi là ưu tiên bởi vì người ta trả tiền nhiều hơn và người ta ngồi ở cái khoang hạng thương gia. U là hoặc là si vous êtes accompagné d'un enfant de moins de 3 ans. Ở đây chúng ta để ý con số 3 này viết ra là TROES, và khi viết ra như vậy thì chúng ta phải có cái sự đọc nối giữa ký tự S với ký tự A đi sau. 3 ans, moins de 3 ans là ít hơn 3 tuổi, tức là dưới 3 tuổi. Và trong trường hợp các bạn có đi kèm theo một trẻ em dưới 3 tuổi, động từ accompagner là đi cùng với ai, đi đồng hành với người ta, và bây giờ dùng với auxiliaire S là được đồng hành bởi, tức là có một trẻ em dưới 3 tuổi đi kèm. Nous vous rappelons qu'un seul bagage à main par passager est autorisé. Air France vous souhaite un agréable vol. Động từ rappeler que có một số ý nghĩa. Nhắc lại rằng, nhớ lại rằng. Nhắc lại tức là nhắc lại cho một người khác biết, hoặc là nhớ lại rằng, tôi nhớ rằng. Nhưng mà nếu động từ rappeler không đi với cờ, rappeler đi với một cái số đê thì gọi lại cho ai? Chẳng hạn như là chúng ta gọi cho một người, người đó không có mặt, rồi mình sẽ gọi lại. Đây là động từ VT. Còn ở đây chúng ta thấy rappeler cờ là nhắc lại rằng, nhớ lại rằng. Un bagage là một hành lý. Bây giờ hành lý chỉ dùng bằng xách tay thôi, không có quá to. Chúng ta gọi là hành lý xách tay. Un bagage à main. Autoriser là cho phép. Đây là một phép vật transitive cho phép ai làm cái gì. Động từ souhaiter có cấu trúc là souhaiter quelque chose à quelqu'un, chúc cho ai một cái điều gì. Như vậy cái người nhận lời chúc là COI và cái điều mình chúc là COD, chúc điều gì cho ai. Và bây giờ chúng ta có thể dịch cái phần cuối của cái thông báo ở trên sân bay. Nous vous rappelons, chúng tôi nhắc lại cho quý khách rằng un seul bagage à main par passager est autorisé, chỉ có một cái hành lý xách tay được cho phép cho mỗi hành khách, par passager cho mỗi đầu hành khách thì chỉ được mang một hành lý xách tay. Air France vous souhaite un agréable vol, công ty hàng không quốc gia Air France chúc cho quý khách một chuyến bay dễ chịu. Anariable. Và bây giờ tôi xin đọc lại một lần nữa toàn cái bài thông báo này ở trên sân bay với theo một cái độ lúc tốc độ rất là chậm, rất là rõ để cho các anh chị có thể tiện theo dõi. Và sau đó chúng ta sẽ nghe cái bản thông báo ở trên sân bay. Les passagers du vol Air France numéro 4568 à destination de Berlin sont priés d'aller à la porte d'embarquement numéro 45. Veuillez sortir votre billet et votre pièce d'identité pour les présenter aux hôtesses.
Vous pouvez utiliser la file d'attente prioritaire si vous voyagez en classe affaires ou si vous êtes accompagné d'un enfant de moins de 3 ans. Nous vous rappelons qu'un seul bagage à main par passager est autorisé. Air France vous souhaite un agréable vol.